Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đang đến với chương trình Sống khỏe cùng chuyên gia. Kính thưa quý vị, trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang xuất hiện một số vụ ngộ độc thực phẩm do thực phẩm có chứa độc tố botulinum. Vậy thì ngộ độc do độc tố botulinum là gì? Có nguy hiểm hay không? Và làm thế nào để chúng ta có thể bảo vệ bản thân mình và người thân khỏi việc ngộ độc thực phẩm do độc tố botulinum gây ra? Chính vì thế, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh được chào đón tiến sĩ Phan Thế Đồng, Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, đến đây cùng giao lưu và chia sẻ về chủ đề ngộ độc botulinum. Dạ, xin chào tiến sĩ ạ. Xin chào ạ. Dạ, vậy tiến sĩ ơi, vậy thì vì sao thực phẩm có khả năng nhiễm độc tố botulinum ạ? Thì chúng ta thấy là khi mình gọi là nhiễm độc tố botulinum, có nghĩa là nó là một cái hợp chất mà được sinh ra từ một cái con vi khuẩn. Và cái con vi khuẩn đó thì chúng ta gọi tên khoa học là Clostridium botulinum. Để mà sinh ra được cái độc tố thì con vi khuẩn này nó phải phát triển lên, nó phải sinh sôi nảy nở lên đến một cái mức độ nào đó thì nó phải sinh ra đủ cái độc tố để nó gây ngộ độc cho mình. Và chúng ta biết là cái độc tố này là một cái độc tố rất là nguy hiểm, bởi vì nó đưa đến tử vong. Nó là một cái độc tố thần kinh, có nghĩa là tác động đến cái hệ thần kinh của chúng ta, cho nên làm cho chúng ta tê liệt hết tất cả một cái hoạt động trong cơ thể, mà như thế thì nó đưa đến tử vong nếu chúng ta không chữa chạy kịp thời. Và bây giờ nói về cái con này, thì làm thế nào con này nó sinh ra được cái độc tố? Thì chúng ta biết đặc điểm con này, thứ nhất là nó là một cái con vi khuẩn rất khó tiêu diệt, nó phải ở cái nhiệt độ rất cao, cao hơn cái nhiệt độ 100 độ C mà chúng ta thường hay nấu nước uống ở nhà. Nghĩa là khi chúng ta nấu nướng ở nhà thì cái nhiệt độ chúng ta không thể nào vượt hơn 100 độ hết. Mà con này muốn diệt nó thì phải cao hơn 100 độ. Có nghĩa là chỉ có những cái nồi hấp chuyên dụng thì chúng ta mới đạt được những cái nhiệt độ đó và chúng ta mới tiêu diệt được nó thôi. Như vậy thì khi mà nó còn sống sót ở trong cái thực phẩm chúng ta và chúng ta bảo quản nó không có đúng cách, tức là chúng ta không bảo quản ở nhiệt độ mát ở trong tủ lạnh mà chúng ta bảo quản nhiệt độ nó cao hơn hoặc là ở nhiệt độ bình thường ở trong phòng chúng ta, thì nó sẽ có cơ hội nó phát triển lên. Đó là cái đặc điểm thứ nhất của nó. Đặc điểm thứ hai của nó là nó chỉ phát triển và sinh ra độc tố trong trường hợp là không có không khí. Nếu như có không khí thì nó vẫn nằm yên đó, nó sống nó nằm yên đó, nhưng mà nó không có phát triển lên, nó không sinh ra độc tố. Chỉ khi nào mà nó ở trong cái điều kiện là không có không khí, thí dụ như là những thực phẩm ta đóng hộp, hoặc là những thực phẩm mà chúng ta đóng gói chân không, hoặc là những thực phẩm chúng ta ủ kín lại, không có không khí, thì lúc bây giờ mới là cái điều kiện để cho nó phát triển lên và sinh ra độc tố. Đó là cái đặc điểm thứ hai của con vi khuẩn này. Cho nên là dựa trên những cái đặc điểm đó, thì khi mà chúng ta chế biến thức ăn, chúng ta phải cẩn thận để mà làm thế nào đó để cho nó đừng có phát triển ở trong cái thực phẩm chúng ta, thì nó mới không sinh ra cái độc tố. Vậy thì để giảm cái sự lo lắng cho quý vị khán giả, thì mong tiến sĩ có thể chia sẻ cho quý vị được biết cái cách mà chúng ta có thể chọn thực phẩm để có thể khỏi cái tình trạng ngộ độc thực phẩm do độc tố botulinum ạ. Thì quý vị khán giả có thấy rằng là mà những cái thực phẩm nào như chúng ta biết là trong chế biến ở trong cái điều kiện mà không có không khí thì có khả năng con này nó có thể phát triển và nó sinh ra độc tố trong đó. Cho nên chúng ta thấy là mà quấn ở trong cái bọc ni lông này, hoặc là những cái thực phẩm khác như là xúc xích này, dăm bông này, mà chúng ta đóng gói chân không chẳng hạn, thì đó cũng là điều kiện là không có không khí thì nó có khả năng bị nhiễm con đó. Nhưng mà người ta bảo quản cái thực phẩm này như thế nào thì chúng ta sẽ an tâm về cái vấn đề chúng ta cái ngộ độc botulinum này. Ví dụ như chúng ta đi ra mua một cái bánh mì chả lụa, hoặc là bánh mì xúc xích, hay là bánh mì jam bông, mà chúng ta thấy là cái chả lụa, xúc xích, jam bông được bảo quản ở trong một cái ngăn mát, và cái nhiệt độ nó đảm bảo, là chúng ta nhìn thường rồi bây giờ các cái ngăn mát, các cái tủ mát thì nó có thể hiện cái nhiệt độ ở bên cánh cửa, chúng ta nhìn vào đó chúng ta thấy 5 độ C hoặc là 4 độ C, ok, an tâm. Vì cái nhiệt độ là nhiệt độ nó hạn chế con vi khuẩn nó không phát triển được. Còn nếu cũng là tủ mát nhưng mà nhiệt độ nó cao hơn thì dè chừng, bởi vì là cao hơn một tí thì cái khả năng nó có thể phát triển được. Botulinum là những thực phẩm mình gọi là đồ nguội, thì trước hết là cái đồ hộp. Đồ hộp thì chúng ta an tâm, bởi vì chúng ta xem cái đồ hộp nào là nó được chế biến bởi những cái công ty, chứ chúng ta đừng nên mua những cái đồ hộp mà gọi là handmade. Handmade tức là làm ở nhà đó. Thì đồ hộp làm ở nhà thì mình không đủ điều kiện để mình tiêu diệt hết cái con này ở trong cái đồ hộp chúng ta. Vậy thì là mình khi mình mua đồ á, thứ nhất là mình phải mua những cái sản phẩm đồ nguội, đồ lạnh, đồ đóng hộp có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hạn chế mua những cái đồ handmade nè. Rồi khi mà mua thì những cái thực phẩm đó phải được bảo quản trong ngăn mát. Dạ, vậy thì mình mua về rồi mình bảo quản ở nhà như thế nào vậy tiến sĩ? Tức là theo khuyến cáo của mình đọc ở trên các cái nhãn ở trên đồ hộp á, là theo khuyến cáo là mình có thể giữ nhiệt độ phòng, nhiệt độ bình thường, nó không có hư.
Nhưng mà sau khi chúng ta mở xong, ta mở ra chúng ta ăn không hết, chúng ta cất lại thì chúng ta phải cất ở trong tủ lạnh và phải đóng kín nó lại, rồi cất ở trong tủ lạnh của mình, trong ngăn mát của mình ở nhiệt độ 5 độ C trở xuống. Và như vậy thì chúng ta chỉ giữ được trong vòng vài ngày thôi, mình không giữ được lâu nữa. Cũng giống như cái thực phẩm mình nấu ăn ở nhà vậy thôi, khi mình nấu xong rồi thì chúng ta cất vào trong tủ lạnh, chúng ta chỉ để được có vài ngày thôi chứ không được để hơn. Để bảo quản tốt cái thực phẩm ta, dù cho thực phẩm nào đi nữa, thì chúng ta cũng phải xem lại cái nhiệt độ trong tủ lạnh mình phải là từ 5 độ C trở xuống, tốt nhất là 4 độ đi, bởi vì là chúng ta còn mở ra mở vào, cho nên là mình chỉnh ở 4 độ là tốt nhất. Còn cái ngăn đông của mình, ngăn đông đá của mình thì tốt nhất là phải âm 18 độ. Còn nếu mà thực phẩm mà chúng ta nấu ở nhà xong, chúng ta ăn xong thì cái con vi khuẩn này nó không phát triển được trong cái thực phẩm mình nấu ở nhà. Và như vậy thì mình không có bị nhiễm con này, nhưng mà có thể mình bị nhiễm những con khác. Cho nên là mình cũng phải bảo quản thực phẩm nó tốt. Thì mình phải theo một cái nguyên tắc, người ta gọi là nguyên tắc 2 giờ 4 giờ. Có nghĩa là sau khi mình nấu xong, trong vòng 2 tiếng đồng hồ đó, mình ăn cái thức ăn đó nó an toàn, nó không bị gì hết. Và mặc dù mình để nhiệt độ phòng, nó cũng không bị gì hết. Nhưng mà nếu mình muốn ăn không hết, mình muốn cất lại cái thực phẩm đó, thì trong vòng 2 tiếng đồng hồ này mình có thể cất vào trong ngăn mát, không có vấn đề gì hết. Nhưng nếu như mình để quá 2 giờ, tức là theo nguyên tắc là từ 2 giờ đến 4 giờ, 2 giờ đến 4 giờ, thì lúc bây giờ mình ăn nó vẫn an toàn. Nhưng mà để mình ăn không hết, mình muốn cất lại thì nó không còn an toàn nữa. Lúc bây giờ mình muốn cất lại, mình phải hâm nóng lên trở lại, mình đun sôi lên trở lại để cho nó trở về cái giai đoạn là 2 giờ. Thì lúc bây giờ mình để nguội rồi mình cất vào, thì lúc bây giờ nó mới an toàn. Rồi thực phẩm ta nấu ăn xong, chúng ta để mà ở nhiệt độ phòng, cái này mà qua 4 giờ, quá 4 giờ thì nó không còn an toàn nữa. Mình phải bỏ nó đi. Bởi vì vi khuẩn hay là độc tố mình không thể nhìn thấy được, mình không thể nhìn thấy được, mình không biết được là nó có gây độc cho mình hay không. Nhưng mà theo nguyên tắc, nếu mà mình để tới sau 4 giờ thì cái lượng vi khuẩn nó phát triển lên rất là nhanh, và nó đến một cái lượng rất là lớn, có khả năng gây ngộ độc cho mình và có khả năng gây bệnh cho mình nếu như mình để quá 4 giờ. Dạ, như vậy thì quý vị khán giả ở nhà mình có thể bảo quản thực phẩm mua về. Thứ nhất là mình bảo quản theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất nào. Thứ hai nữa là mình sẽ bảo quản, chế biến và sử dụng theo nguyên tắc là 2 giờ 4 giờ. Và những cái thực phẩm nào mà đã qua 4 giờ rồi thì tốt nhất là chúng ta không nên sử dụng lại, để tránh nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm. Dạ, thưa tiến sĩ, vậy thì chúng ta kết thúc chương trình này hôm nay với chủ đề là ngộ độc thực phẩm do botulinum. Thì tiến sĩ có lời khuyên nào hoặc là lời nhấn nhủ nào đến quý vị khán giả đang xem dõi chương trình ạ? Để mà chúng ta đảm bảo được là chúng ta không có bị ngộ độc thực phẩm bởi cái độc tố botulinum này, thì mình phải đun nóng lên, mình mới giảm bớt được cái ngộ độc bởi cái độc tố này. Còn nếu mình không đun nóng lên thì chắc chắn là mình sẽ bị ngộ độc đó. Nhưng làm cách nào chúng ta biết được là nó có độc tố hay là không có độc tố, thì chúng ta phải biết cách lựa chọn cái thực phẩm cho nó an toàn. Như là mình lựa chọn cái đồ hộp thì phải là những công ty để là nó có cái điều kiện nó tiêu diệt đủ cái con này và có biện pháp để mà ngăn ngừa nó. Còn nếu chúng ta lựa chọn những cái thực phẩm mà mình chế biến xong mình mới đóng gói chân không, thì lúc bây giờ là mình phải lựa chọn những thực phẩm mà ở nhiệt độ thấp, bảo quản nhiệt độ thấp, và về nhà chúng ta phải bảo quản nhiệt độ thấp thì mới đảm bảo được cái thực phẩm này an toàn. Dạ, em xin cảm ơn tiến sĩ Đồng. Mặc dù là thời gian rất là bận rộn, nhưng mà tiến sĩ vẫn nhín chút thời gian của mình đến đây tham dự chương trình. Em tin chắc rằng là sau khi mà theo dõi chương trình, nghe những cái điều mà tiến sĩ chia sẻ, thì quý vị đã có phần nào an tâm hơn và cũng đã biết cách để chọn mua những thực phẩm nào để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta đến đây xin tạm kết thúc. Nếu quý vị có bất kỳ một cái thắc mắc hay là câu hỏi nào, thì quý vị có thể đặt câu hỏi ở bên dưới video clip này, hoặc liên hệ qua fanpage của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, hoặc là qua kênh TikTok của HCDC, và chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi những cái thắc mắc, những cái câu hỏi của quý vị trong thời gian sớm nhất. Và một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Đồng, và xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau. Xin chào.